Ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ đón Henry ITM trở về nhà nhà sau khoảng 3 hôm. Tôi nghĩ là sau khoảng 3 buổi stream dồn tiền, tích tiền, các thứ anh em ủng hộ các kiểu. Lần đầu tiên được sở hữu Chia đi Angry The Moment 14.700 tỷ. Cái này lấy BB thấy lấy đâu vậy? Lấy ở đâu em ơi, lấy ở đâu ra? Chỉ có trời, có đi cướp thật chứ, có đi cướp cho mới lấy được. Bán cả số béo đi rồi 15.000. Bán cả số béo đi, bán các kiểu ngồi tích mà tích từng cái con một này mấy tỷ một đây này. Sao thầy bán đôi thì thầy vẫn khỏe vậy? Hả? Thì bây giờ đội hình làm 1.5 năm mà em. Mình làm 1.5 năm mình nick không khỏe nữa, nhưng mà ta cười thôi. Chỗ cờ và đạt, anh em bảo đang bảo là chỗ cờ và đạt là phải xem lại. Chỗ cờ và đạt thì thầy cho một con lương thấp xuống thầy ạ. Tại sao? Thì nếu mà để ví dụ mình vào mình cân lương những cầu thủ còn lại, hoặc là không thì Pele là cánh thay cờ và đạt luôn ạ. Ôi, nó đây rồi. Hôm qua để mở ba gói rác luôn với một cái gói mốc, con này gói mốc. Đấy. Lên được không nhỉ? Lên hai đúng ta. Em nghĩ là một phát vào ngay, mình càng dứt khoát thì mình càng dễ lên rồi ạ. Đây đi, bây giờ có con giờ mẫu mình, bây giờ là mình cứ dồn hết lực cho nó đi, không được thì bây giờ mình phải chịu nó, biết sao bây giờ đúng không? Sao ba không lên đâu, cứ vụt thẳng. Phí phôi, đập giờ mẫu mình cứ kêu phí phôi là sao? Lên là không phí đúng không? Hay là mình có thể dùng cái này để làm phôi cộng ba không thầy? Hả? Em. Bây giờ lên là không phí đúng không? Thì mình đập cái này xong mình giữ mấy con này để đập cộng ba thầy ạ. Giữ con nào? Giữ mấy con 119 này thầy ạ. Là như nào? Có nghĩa là bây giờ mình đã spam lên cộng 2. Sau đó mình đã dùng mấy con 119 này để đập lên cộng 3 luôn thầy ạ. Mình hơi cờ bạc một tí nhưng mà em nghĩ thế là hợp lý nhất rồi. Nghĩa là bây giờ là mình sẽ dùng những cái con không phải 119. Vâng. Đây là những con này. Và mình spam nó. Xong nhìn thề nhìn không tín ấy, nhìn nó không tín ấy. Thế thì nếu mà thầy cảm giác không tín thì em sẽ có một cách. Là mình sẽ đập luôn. Khoa nói đúng đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ không lên thì sao? Không lên thì mình sẽ spam tiếp thầy ạ. Nó lên luôn thì sao thầy? Nope. Thấy nó không lên thì mình sẽ spam tiếp. Ba dùng mấy con bé nhất ý, dùng mấy đúng, cứ đúng mà đập nó lên đúng nó mà, đúng. Từ. Bây giờ còn xem còn gói rác không, mở gói rác đi. Thầy cứ theo ý mình tôi thầy, mấy con này ủa, mấy con này chắc là đập gãy tay mới lên được. Thôi thì mình cố gắng một tí, coi như đợi anh em vào luôn thầy. Sợ đấy, sợ lâu ấy, thầy sợ đợi đến khoảng 2 giờ đêm. 2 giờ đêm em đập cùng lắm, căng lắm trong 7 phút mày sau. Đập con này nó lên nope. Được, mất gì cũng mất. Thật, mày đập bằng này vạch, dưới một vạch mà đập lên. Muốn gì thì muốn nay hôm nay thì có nhân hai. Tôi yêu đã hôm nay có nhân hai đúng không? Dạ, đạt 300-600. Thầy nhớ e là ai cô. Cảm ơn tôi yêu cho thầy lạ cái gì. Mày đập lên được mất gì tao mất. Mất gì tao cũng mất, mất gì tao cũng mất đây rồi. Thằng này dọn phôi hộ mà. U dù ơi, còn không nhích lên một tí nào mà đập lên được. Wow, mày ăn hết tiền cái này thật. Nope. Rồi anh em kiên trì một tí khoảng 7 phút anh em ạ. BLV cũng tập thể lực à, ngay tập thể lực mà không thể lên được chứ. Sao lại không thể lên thầy, sao mình sống thế? Không có một tí lạc quan nào như vậy nhỉ? Thôi bật cái mã lên 300 tí chị Linh còn quét. Bật cái mã lên phôi, nhưng bây giờ nhìn mày trông khổ quá, qua nhìn mày cứ 108 mày đập 122 này. Nhìn khổ quá thôi để bảo chị Linh nạp tiền thôi. Đây bảo chị Linh nạp vào đây 300 để chơi cho nó thoải mái, vì sao mà khổ đấy em? Ngày bán cái áo mới được bao nhiêu tiền mà bỏ 300.000 nạp game. Em nghĩ là đang có một vấn đề về việc quản lý chi tiêu rồi đấy. Em cảm giác như là vợ chồng anh chị là quản lý chi tiêu chưa ổn. Khi mà ngày bán cái áo được lãi được 150. Nói thì bảo tôi bắt tôi nói mấy cái ngọt ngào trước mặt mọi người, sao tôi nói nổi thật. Dằn đực ngồi đây mà. Ngày xưa chưa bán được cái nào bị mày xiên mất một cái. Nó giả tiền, em nó giả tiền đàng hoàng, điên à. Xiên đâu mà xiên, ai được đâm. Để thế nhà 300k ít quá không, điên à. Tôi chỉ xiên vợ 200-300 thế là đủ. Đối với tôi thế là đủ, tôi chả dùng gì đến tiền này. Hôm nay đi uống cà phê thì mê sút nó mời. Đấy, tối đi ăn Khoa lại mời, chả dùng gì đến tiền đấy nhá. Nói gì đi thầy, nói cái gì bây giờ thì cứ bảo nói gì đi, nhưng nói cái gì. Tay cầm E cũng mua R. Một combo Tabi Food em cũng đặt rồi. Em có con ức cần nâng tầm hay là... Khoa kìa. Nếu mà một con ức cần nâng tầm thì anh em cứ gửi fanpage Tabi Tuấn Anh Kim Minh thôi ạ. Bây giờ anh em nào mà ưu tiên, những anh em nào mà mua cái những cái sản phẩm với tôi là ưu tiên được nâng áp em qua trò được chưa? Trừ một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn lời chưa nói nhá. Hello Khoa, hello Tiểu Ly Haji. Cái gì mà Tiểu Ly Haji? Theo lịch thua bóng cuối và pen thì nay là năm bao nhiêu rồi thầy? 2026. Đó. Ôi trời ơi. Anh thôi nhá, thôi cái quán này thôi nhá, khoảng nhá, lần nào mày cũng kêu hú. Lấy vợ vào xong phải khổ thế này hả thầy? Khổ mà. Mình không xin vợ thì xin bồ được mà thầy bồ ơi. Bồ làm gì có tiền em ơi, bồ là phải mất tiền. Con vợ là có tiền, anh hiểu không? Bồ là bây giờ mình có, ví dụ có bồ là mình phải nuôi bồ đúng không? Đúng rồi thầy ạ. Mình có vợ là vợ nuôi mình. Ấy, sướng không? Trừ một lời chưa nói đã donate hết cho Tabi 10.000 rồi. Ê, từ đêm qua. Em yêu à, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Em là một ngôi sao tinh tú mà ông trời đã ban tặng để rồi anh được gặp em và yêu em. Anh yêu vợ rất nhiều. Thầy nói thế thì thầy mất người. Thôi, sợ hết cả người. Có vợ Zombie để nghe ghê quá. Nghe xong nó xong sợ người nữa mà.
Bây giờ nhá, bình thường mình đi ăn đúng không? Mình đi ăn vợ chỉ ăn xong vươn vai đứng lên nợ gái thôi, vợ ra trả tiền. Còn thằng nào mà đi ăn với gái mà trả tiền ấy, thằng đấy đi với bồ. Đúng không? Thì à đấy là sự khác biệt nó à? Nó là cái sự tương đồng, à nó là cái sự tương phản. Nghĩa là mình đi với vợ thì mình làm thiếu tiền. Mình đi hết tiền rồi thì vợ mình phải trả. Còn đi với bồ làm gì cầm tiền mình, đúng không? Thì nó là tương phản. Nói thế đi cho 5 lít nữa, thôi được rồi. Nói thế đi cho 5 lít nữa được nhá. Vì đồng tiền thì khoa vất vả lắm. Sự nghiệp công nhận. Em yêu à, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Em là một ngôi sao tinh tú mà ông trời đã ban tặng để rồi anh được gặp em và yêu em. Anh yêu vợ rất nhiều. Thầy nói thế đi thầy. Bảo dùng ra đi khoa. Nghĩ đến cảnh thầy stream đến năm 50 tuổi, xong hai tiểu tabi nữa. Gửi sự kiện cho ba tabi thì viewer khóc thét nhỉ. Ồ, cái tầm đấy là khoa cháu bao tuổi ta? Tầm đấy là khoa cháu 45 à? 45 nhỉ, con trò mẹ già lắm đấy nhỉ, không biết còn chửi nhau viewer không? Gì thế này? 40. Nong đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đã mấy sắp hát cua còn xem đội bóng tôi yếu thua 7 yến đời không còn gì NFL. Nope. Bỏ câu cuối đi, tôi được rồi, nói lại thật. Em yêu à, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Em là một ngôi sao tinh tú mà ông trời đã ban tặng để rồi anh được gặp em và yêu em. Anh yêu vợ rất nhiều. Cái gói này là mốc à? À lỗ rác ấy chứ. Không thể là rác. Thợ săn bãi rác. Khoa trò sân bãi rác này cũng muốn gì? Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sao thầy biết có bồ là phải mất tiền? Em có thế. Em ơi, bây giờ chỉ có đơn giản là mình đã từng trải qua giai đoạn có bồ thì mình mới có vợ đúng không? Đúng không? Mình phải yêu đương cái thứ thì mình mới có vợ chứ. Đúng không? Thì bây giờ đang trong trạng thái là Phương Thảo có vợ đại chồng yêu của à? Cầu thủ Lorenzo đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đừng dí tao nhá, Tuấn Anh nhá. Không chịu được áp lực dư luận cũng như nỗi buồn Arsenal thua cuộc. Nope. Thân chủ của tôi nhờ tôi thông báo đến thầy xin rút học bạ. Hẹn ngày gặp lại. Ôi trời ơi, thân chủ đi theo Arsenal là đi lên đường rồi thật. Sao lại tin Arsenal? Đừng bận. Thằng này nó dí rồi, thằng này phải cho cắt luôn cái chức quan thằng này mới được trong triều đình. Thầy đến lúc qua 45 tuổi kheo với fan rằng anh cầm hòa siêu sao, thua pen thách đấu, gác cổng huyền thoại 45 năm thì chất nhì. Huyền thoại 45 năm mà vẫn là thách đấu à? 45 năm thách đấu vẫn là một cái gọi là mức danh cao mà thầy. Đọc lại đi kìa rồi. Em yêu à, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Ông em là một ngôi sao tinh tú mà ông trời đã ban tặng để rồi anh được gặp em mà nói yêu em. Anh yêu vợ rất nhiều. Lên TV thì cộng hai combo bỏ tôi nhé thầy giấu bé ba. Nhá. Em lên TV à? Được, nhưng mà mua luôn đi rồi cộng được không? Em chào anh Giác Nguyễn nha. Em nào à? Em Linh Thùy, ok chưa? Ổn nào quá, con mẹ đang lấy cây, đang nói cái dính của quả. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đã đá thua ai đó mà đêm đêm lại còn mồm mép mép. Tôi không chấp nhận một hiệu trưởng vừa không chính trực vừa live stream đá gà vi phạm pháp luật thế này được. Khoa mày mở đi khoa. Em nào em đã bảo em Linh Tùy rồi, cứ hỏi em nào cũng cay rồi đi. Hả? Đây rồi, và đó là lừa là. Lừa là chắc chắn rồi. Hà Lan xem. Cho ta bi 10.000 đồng. Khoa mở mồm cho Hugh xem được không? À, mồm thối thế. Biết luôn mà. Không được, không đọc nữa. Đọc nhiều quá, không đọc nữa nhá. Dấu tên đã donate cho ta bi 10.000 đồng. Thầy đọc giọng truyền cảm tí được không? Em yêu à, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Em là một ngôi sao tinh tú mà ông trời đã ban tặng để rồi anh được gặp em và yêu. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ước em gửi ở Chu Danh Hiu nhé thầy. Được chưa? Ok. Cảm ơn em nhỉ. Má vì cái 5 lít ấy. Vì 5 lít mãi chưa xong à? Hôm nay em sẽ đưa một cái giáo án tối ưu của Henry Icon và Bowman sẽ lên đây cậu mấy? Cậu 3 thầy ạ. Cộng 3 là bây giờ lick thầy. Tiết kiệm view, à tiết kiệm phôi vào nhá. Đừng có bừa bãi đấy. Thì em nghĩ là mình nên đọc cho. Ôi, sao? Thế thì cũng được rồi nhỉ. Cái thằng duyệt thì 115, 30 tỷ có trọng gì. Bây giờ em sẽ tiết kiệm phôi một chút. Ừ, 2 luôn đi. Rồi, ok. 3 sao? Từ từ em đợi. Ồ, phôi đi ạ. Đây là ướm thầy ạ. Hiện tại với 2 vạch thì lại đập lên sẽ rơi vào khoảng độ chỉ có khoảng 25% thôi thầy ạ. Đúng rồi. Cảm ơn em nhá. Thôi để cho hàng nửa nhát dao thật. Kiếm tiếp tí phôi để qua tròn nó hóa cái. Cho một mã 2 lốp, ok anh Jack ơi. Sợ okay, cái gì mà không bật của em tuyệt vời luôn ạ. Sợ cái gì mà không bật. Ôi cho ơi. Một mã 2 lốp. Lý Khang đã được chưa? Cho ta bi dạ, được chưa? Ước em thì sao thầy nhỉ? Ừ, tháng hay, này chạy KPI cho thầy vợ em nó sắp đuổi em khỏi nhà rồi đấy. Đó, mắt đuổi vợ em nước không mắt. Bao giờ đuổi, em là một người rất tốt. Đó. Vợ em không bao giờ đuổi một người tốt như vậy ra đường. Xin cảm ơn Thu Hằng và xin cảm ơn ông bầu Jack Nguyễn. Bờ nóc nhà đâu sẽ bờ nóc nhà được. Đây nóc Son nhà tôi đây. Min e trai của Tabi Min đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em yêu à, từ lúc thôi, gặp em, thôi đi, ngoài vẻ xinh đẹp và dịu dàng của em thì cái tên Linh là cái tên mà anh ấn tượng nhất. Ui, bởi vì thôi, Linh được có ý nghĩa là một người rất thông minh, đáng yêu và kỳ diệu. Thật tuyệt vời khi anh được làm chồng của em.
sim đấy, Xiaomi thầy sim, thầy sim. Lưu Xuân Quỳnh mặc áo thích thì Va ở Sơn La đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mình sẽ lấy một cái hũ cốt ở đây này. Nó phôi to mà đập mà dã. Hũ cốt. Ôi giời ơi. Em nam nhưng muốn nằm trên thầy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy BTB ơi, đấy, này BTB em đấy, bình tĩnh. Hay là không thầy được lờ đó đâu sớm nhé. Cảm ơn nam nhá. Hay là nghe nam ơi. Em biết thì nghe nó hơi còn thiếu nhiều thầy, còn thiếu nhiều cả qua cái báo Kỳ Khang luôn. Hiện tại đang còn thiếu khoảng độ một cái đấy phôi to đi. Trừ một người chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. 117 đi. Còn một cái áo, hai cái combo thầy hứa mõm. Thầy không hứa mõm, thầy không hứa mõm nha. Bỏ tuôi thì khoa bú hết rồi. Ồ ai khoa kìa. Khoa trò im miệng tới cuối stream cộng 500k. Comment này. Nói không cho nói. Bây giờ stream mà không nói thì ai người ta xem. Không cho nói sao khổ thế à trời ơi. Ôi trời ơi. Trừ một lời chưa nói đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hay là thầy bật em cái mã 20k đi thầy. Nhận hết. Nay còn mỗi thế không biết thầy nhận không. Nhận. Rồi lên 4. Ok nhận cả bật cái 20k đi kìa, khoan kìa. Bật ngay một cái 20k. Anh em giúp thì bao nhiêu mà chả yêu thương anh em. Rồi check inbook em gửi hai vòng sự kiện bên phòng bóng. Ok con đợi chim sẻ đi nắng lớp siêu okay, chiêu chiêu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bằng này em đập lên thì đúng là một. Đập lên xong đưa cái mã cho chia sẻ đi kìa. Cái đem xin phép là Linh. Ôi trời ơi. Anh Gunner đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trong tất cả những chị em tên Linh, được. Anh thích nhất là Linh Thùy. Được. Thầy đọc đi. Thôi thì xin đấy nhá anh. Tôi xin anh em đấy nhá. Tôi đủ KPI rồi. Ôi lắc rồi. Nam Dêm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bật hộ cái 2 lít. Nam chưa bao giờ thật sự luôn. Từ lúc Nam đến kênh tôi chưa bao giờ thất vọng vì Nam luôn thật. Một cái nhân cách quá cao đẹp. Một cái nhân cách quá cao đẹp ở kênh này. Chưa bao giờ thất vọng những người Việt Nam. Ông cháu Bellingham đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hôm qua thì Lương Sơn Bạc với xã hội tóc đen, hôm nay thì tâm sự chuyện vợ chồng gia đình. Mỗi ngày một chủ không đề. Không bao giờ để cho anh em video phải nhàm chán. Mỗi lần người ta nhìn mình trên stream là một câu chuyện mới. Đó là vì sao chúng tôi luôn bảo qua trò là cái nghề này của mình cũng giống như người nghệ sĩ thôi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.501 đồng. Eli Lam thay cho Toy Kai Ma 1 lít, dưa góc cho con ITM. Xin cảm ơn Danny Lâm nhá. Tôi bảo rồi, khi mà tôi cầm một Danny ITM này, mục tiêu nó luôn top 1 danh. Tôi phải dùng làm sao để cho anh em thấy là họ góp tiền cho mình là họ xứng đáng. Ôi giời được ôi chưa? Đẹp trai vừa chạm đầu 2 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bài xấu thế nhỉ? Cảm ơn thầy vì hai mã hôm qua nhé. Em đã báo hiếu được bố mẹ rồi thầy ạ. Giờ bố mẹ em không phải lo lắng nhà cửa nữa vì có anh chủ nợ lo hộ rồi ạ. Khoa nó xem nay chọn được cái bếp nào cho bố mẹ chưa? Em chọn rồi, em đầu tiên định tính là về quê xây cái bếp cho bố mẹ, nhưng sao em nghĩ lại là bây giờ mình có tiền tại sao mình phải làm? Xuân Quỳnh sao người làm đúng không? Thuê thợ ở Sơn La đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Danny Lâm. Anh em cùng chung tay góp cho khoa trò đập Henzi ITM lên ba nào. Có hàng ngon rồi thì thầy đá cho cẩn thận vào nhé. Chứ thua le hà gì ý thì tôi nhục mặt với anh xã hội lắm. Nhắc nhở lần 1, lần 2 là gì pop kênh khoa trò nghe số mà hôm nay tour của Liên đi kiểm soát được thế trận rồi. Bị thua mấy cái tình huống đùa quạo điên à? Tại nó tên nó không để space, mẹ Google đọc vội thật. Bà Vi Sinh Gai. Vi Sinh Gai là một cái tên luôn. Nghe đi, mày đọc như sao ai đọc mắt của mình. À lựa chọn quạo, ok thầy ơi. Đó. Đấy cái gì? Cái hũ cốt. Hũ cốt lúc nào, hũ cốt mở, hũ cốt con ra được cái mẹ mở. Cái hũ cốt ở giữa thầy ơi. Tan đi đâu ấy. Đấy thầy, phát này em mở được mà. Rồi. Tabi hơn vợ Bách đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Phút thứ 90 cộng 2 của trận đấu, Mohamed Salah có bóng bên hành lang cánh phải, dây bóng qua ba cầu thủ Atalanta rồi cứ lòng đưa bóng vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Liverpool. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-3 về Liverpool. Vua đập thẻ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Bây giờ cho hai thầy vậy, cái mã 500k thì có đờ si ưu tiên chữa không nhỉ? Được, bây giờ 500k, bây giờ thôi 500k để mua combo Tabi Food đi, để mua thẳng combo Tabi Food. Thôi thầy còn mở cái gì nữa bây giờ, cuộc chơi là... Lên 4! Đùa, lên 4-5 lốp kìa. Không được đâu, đừng giáo viên nữa. Trường đào tạo lái xe đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn giáo viên nhá. Quý LGBT nhắc thầy về học bài đi nhé, mai tôi kiểm tra bài cũ. Dạ, giỏi ơi thầy. Ô, Messi, R-Lup. Messi! Để Messi F3 không? Ui, đó là Lamela thì mới đau tôi. Làm sao mà ăn được lắm tiền Galena vậy thầy? Mình ăn hết tiền từ bữa kia rồi đấy. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đổi qua ước em chỉnh chiến thuật phát em quét cho cái mã 500k. Học trò cưng của thầy lúc nào cũng uy tín. Quét thẳng vào quả play đua thầy được không?
Em quét cho thầy một lấy đuôi chắc thầy sang luôn thật. Thầy phải đi thật, thầy phải di chuyển rồi. Và nó là mà đi. Ôi giời ơi. Anh 2K8 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tuấn Anh, Khoa, anh đến muộn, ngồi đâu? Đầu bàn nhé. Thích thì ngồi, ai cấm, anh thích là được. Hai em ý kiến gì? Em có ý kiến gì đâu với anh đâu. Xem mà nó nào nhỉ? Nope. Daniel Mo. Ui giời ơi, toàn hũ cốt thôi, thầy ơi. Hết rồi, vào để trải nghiệm con đấy. Còn em thôi. Anh Hiếu, ông tướng, ông tượng ở Đống Đa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ây già, thằng em nào trông tròn ủng như quả trứng ngồi cạnh thầy của tôi thế kia. Nhanh lên mở đi. Chào anh phát đi anh trưởng buồng này. À, em chào anh ạ, em chào anh trưởng buồng ạ. Trưởng buồng, lọc xong mi thì bây giờ phải lọc chứ, làm sao bây giờ. Rồi luôn Đức, CM đi, CM, Black à? Không thầy. Black à, hay ai? Ma thú, rồi. Mịt. Không phải sao được có ma thú mà lại có 46 tỷ ảo giá. Em biết được câu chuyện. Rồi nhá, mày vào đàm, tôi xin phép anh em là bây giờ tôi được trải nghiệm con Henry the Moment rồi. Thằng 2K8 này dám ngồi bàn đầu của tôi. Xíu nào xong thì thầy kêu Khoa trò gọi em dậy nhé. Kê. Dám dậy đi, em ngủ chút. Pele thay cả bát. Giờ tờ N Fenka Hanok Lu đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Em gửi thầy chút tiền mua cho Henry cái găng tay đỡ lành. Ok, cảm ơn giờ tờ N nhá. Lần đầu tiên đó được trải nghiệm Henry the Moment tại nick chính của mình. Cái link này có phải link cây không giá giải không ạ? Nó đây. Nope. Ui trời ơi. Cũng được, cái nhà xuống ở đây cũng được ấy chứ. Hay mình đi luôn nhỉ? Có khác gì Trần Minh Quang thật không? Đó, có khác gì Trần Minh Quang đâu à? Nope. Ui trời ơi, xuống rồi, không Trần Minh Quang không xuống thế đúng không? Anh em chạy nhau tí nhỉ? Nhờ, chúng ta chạy nhau tí nhỉ? Va tí nhỉ? Sao lại xuống chân trái? Cái chân phải thế đâu à? Ô kìa. Em nghĩ là hai cầu thủ này tiền đạo quá tuyệt vời chứ lại không hợp nhau à? Này, không biết làm tường rồi này. Chấm cái lực này, góc xa này. Nope. Bắt được luôn á. Xem stream thầy mà cứ ngỡ DNG xem King of Rap. Khó lắm đấy, quả khó lắm đấy. Cái con này tổng 3 chút không bắt được luôn. ZD chống nó mê này ạ. Ui, của chia đi Henry. ZD của đấy thì hiểu con người nhờ. Khoa bảy gà đã đồng ý cho ta 10.000 đồng. Nay được Khoa cho lên sóng STV Cẩn VL. Cẩn à? Cảm ơn Khoa nhé. Ok Hugh ơi, có cái gì đâu. Tôi biết Hugh là người sống như nào mà. Đấy, cái đang xem gì vậy thầy? À, sâu xa mà. Tôi biết này. Thần đèn đã đưa biết cho Tabi 10.000 đồng. Mùa xong. Cho thầy lên rồi Khoa trò đá thì mới biết được sức mạnh của cầu thủ. Áo Khoa trò nhìn đẹp quá nhỉ. Xin cái link mua áo của thầy đang mặc ý. Big Dog Shop Tabi Tuấn Anh Store. Cái lòng gì kỳ lắm thế. Đừng hi nữa. Đừng hi nữa. Má ơi, con này toàn diện đấy nhở. Em cảm giác như mình cầm chia đi Angry này, mình cũng thể đá được cái mức danh này thầy. Đấy là em cảm giác thôi. Thì... nhưng mà em luôn luôn muốn một cái Việt điều là cảm giác đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chỗ, mang ngay Man City tới đây. Sao? Sợ Man City? Đúng không Khoa? Ủa thầy đá còn quảng của bóng này đúng cả đời qua trò mơ ước thật. Cả đời qua trò mong chỉ thật sự là chỉ mong là một lần trong sự nghiệp chơi game của mình. Đang thích cái con Socrates cái thứ này mua về đá CF cũng được. Socrates đấy đá nó... Ôi! Nó qua đấy. Cầu thủ đấy cao nhưng mà người hơi bé này là cậu... không kéo thì không đá đâu. Nope. Hay quá nhờ. Cậu câu à? Rory này, đúng như cái chất Rory ngoài đời, đá rất điềm tĩnh luôn ấy. Ôi giời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chú bé đần này không chữa bệnh ACAK. Nope. Ui, cảm ơn dấu tên nha. FD không hay, của nếu em rôn môn thêm một nhìn đi xuống cho em ZD thôi, hoặc em FD gần hơn. FD không hay, chọn góc không hề chính xác. Thế à? Vâng ạ. À. Ngồi nó chỉ luôn mà, anh ngồi chỉ cái thủ chuyên nghiệp trên game đúng không? Mùi Thanh Tùng, trọ tại khu tập thể Vinhome Smart City, đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cái đời hoa trò thật. Cảm giác sung sướng nhất là ngồi đá FIFA cho một thằng gà hơn mình ngồi xem, ghi bàn xong quay ra flex với nó với vẻ khệnh khạng, bảo sao suốt ngày thầy gọi khoa trò sang xem thầy đá. Ông nội cháu Bellingham đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Henry chạy cháy thật thầy ạ, cháy nó ho. Cháy nó ho luôn. Sao? Singo là cái kẹo gì? Hay Khoa đầu tư cái team 23NG đã được này. Tìm em đang định đầu tư hướng đến icon thì bố mình vào đây. Ôi trời ơi. Thần đèn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Singo nó đùa. Khoa trò đá một bàn 50k. Thần đèn không có thật mà. Thần đèn thì không có thật đúng không? Không có thật đấy. Thần đèn là không có thật. Thần đèn chuyên hiện lên và có thể gọi là giúp người khác đạt ước mơ của mình. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Zili gửi. Sóc ra té ITM cộng 32m mặt cười cộng 1.1m5 mặt cười cộng 1.1.1.5 á. Thế thì sắp mua rồi thật, sắp mua rồi.
Tôi thích con nào bán free cơ. Tôi thích có BB ngồi anh em nó vui. Ôi giời ơi. Đó. Ui, qua được luôn mà. Ôi giời ơi. Hugh đã donate cho ta biên 10.000 đồng. Ui, vãi lắm. Anh em nào muốn qua vào sân cho tôi xin số 69 trên kênh chat được không? Anh em nào muốn qua vào sân cho xin nào. Quá nhiều phải đá tay cầm ấy nhá. 2 trận 3 lít. Nam Dêm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gà vãi, được có 1 quả. Mất công cầm đờ ti lên donate. Trời ơi, Nam ơi, con cái bản trình diễn tổng quan Nam không nhìn vào. Làm gì quá. Bây giờ thầy bài đồ hình này đúng không? 4-2-2-1-1 đúng không? Rồi, làm gì ấy? Cái đồ hình này tôi yêu nhất đấy thầy. Ôi trời ơi. Chậm quá, thật đi. Đây còn nguyên thầy ơi. Lúc xoa chân trái tạt hay. Bao nhiêu cái phương án, bao nhiêu phương án hay như vậy sao không làm được cái phương án nào vậy? Ôi cố lên anh em ơi. Cầm bóng điềm tĩnh lại. Đó, từ từ chơi. Rồi, từ từ, đây ông ngủ lên. Thì Khang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ông thầy quên tôi rồi. Khang ơi chưa quên. Đúng là lúc khó khăn thì chỉ có mỗi Khang. Lúc thành công thì em là ai? Khang ơi đừng nói thế, thằng này nó nhảy vào máy này Khang này, Khang nhìn thấy mà. Nope. Ui. Ôi đá bóng mới đùa. Bình tĩnh lên, bình tĩnh lên. Nước PTIT đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Dê An vào bán kết cộng 200k. Tin chuẩn. Cảm ơn Đức nha, cảm ơn 200 của Đức nhiều nha. Cảm ơn. Nope. Em đi tạt cho cả đốt đến đầu. Đùa cái gì ấy? Lỗi gì vậy? Lỗi bên em thì ạ. Gì đấy? Làm gì vậy? Chỉ biết đâu được cái gì, làm cái gì đấy quá. Tách 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 vậy. Em đang đổi chó nhưng đổi mãi cũng phải đúng cầu thủ của mình ạ. Cầu thủ nào? Cầu thủ em đổi ra thằng nào ấy. Thứ bóng nửa tít ở giữa đấy, sợ cái gì mà phải đổi gỗ ra ấy. Ôi trời ơi. Ít em chiết đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mong chính quyền sớm vào cuộc. Nhanh thôi, sớm sẽ vào cuộc nhanh thôi. Để ta ơi, ui mày quá. Mày sút ngu nhá, thật. Con gì? Con mẹ cổ tên cầu thủ hay nhất của khoa trò là cầu thủ do máy điều khiển. Khang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lần đầu donate ạ. Hello Khang nha, hello Khang. Đừng bây giờ cho nó rút của lại. Qua luôn đi, qua luôn. Qua luôn qua. Ờ tạt bừa đi thế. Tạt bừa. Tạm bừa bóng đá tạm bừa. Tuna đến từ trường sấy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lằng nhằng quá, cầu thủ hay nhất là Nick Pop. Ui đá FIFA mà cầu thủ hay nhất lại là thủ môn à? Sao tệ thế nhở? Thôi, thôi rồi. Nope. Đéo hiểu mình làm gì sai mà phải ngồi xem qua trò đá. Theo nhận định của Maestro thì thắng Tai Gigi là chỉ ở mức biết chơi game thôi nha. Đúng. Biết chơi game, biết ấn nút thôi. 1-2 đẹp chưa kìa? Quá đẹp thầy ơi. Nope. Úi giời ơi. Bạn ngồi với tôi bàn đầu mà bạn đá thế này thì khác nào bạn sỉ nhục trường quốc tế không? Tôi và anh em đã làm gì sai mà phải bị phạt nhìn bạn đá thế này? Không nhìn thế à? Bạn chim cút ra để ông thầy vào ơ tôi cái. Ôi, không chịu nổi thì Khang bắt đầu nóng, nó bực mình quá không chịu nổi đấy. Thôi cố lên nào, một bàn thắng trước phút 75. Thế chứ anh hả? Một con dao sắc trong tay một đầu bếp không giỏi. Úi giời ơi. Tuna đến từ trường sấy đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đẹp. Mai khóa cửa lại không nó lại sang tiếp thầy ơi. Tạt sớm đi thế đẹp quẩn à. Khoa ra đóng cửa lại cô học sinh về hết bắt xem. Ui, đây rồi. Rồi Henry. Henry là ZD mà Henry là mình ZD nha. Dạ. Mình ZD bằng hai chân nha. Dạ. Em nghĩ một câu nữa thôi em sẽ đá một trận nữa mà nếu em thua. Không quá đùa thật không. Thật sự đấy. Không đùa. Giờ mà các bầu mà có giúp em để cho em. Không chịu. Tao bỏ mũi em để em gọi người ta chơi một ván điện tử nữa trong ngày mai. Công tử phố nhồi đã donate cho ta 10.000 đồng. Trời ơi, công tử phố nhồi nhá. Nhắc cậu lần này nhé, cái ngón tay ấn nút đâu ba roi thật đau vào tay nhé. Thế là thật đau vào bánh hoàn lên tay luôn đấy. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Điểm trong quả bóng trước cuộc. Em gì rồi thầy ơi. Bùi Thanh Tùng, trọ tại khu tập thể Vinhome Smart City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nghĩ kỹ thì Tai Gigi để thua khoa trò Âu cũng có cái cớ, bởi vì thắng một trận cũng không được gì, nhưng nếu cố tình để thua thì sẽ khiến cho khoa trò tưởng mình có khả năng. Ngày đêm trai hát ôm mộng Hàn Tiến, lao tâm khổ tứ vì cái đích mà mình không bao giờ với tới. Đúng. Ôi là cao nhân di trường. Enzo đã donate cho Tabi 10.000 đồng, làm combo Tabi Food với hai áo nhót mà nhắn tin vào fanpage nhờ thầy chữa bệnh thầy bơ em. Đâu có bơ đâu Phúc ơi, chưa trách được kịp mà, nói bơ mang tiếng thầy ra Phúc ơi. Bơ nặng lời quá. Nghiện error thôi cho ảnh một game nữa đi thầy. Không được. Đi xin lỗi tôi, xin lỗi tôi đi chuyện cảm lạnh, xin lỗi tôi một tí thôi cho tôi đá một ván điện tử thôi ngày hôm nay. Nó đang tạo một sự ức chế khán giả thật đấy.
Khoa chó ao mà bây giờ hát tác đấy thì em chịu gì nữa. Lưu Xuân Quỳnh mặc áo thích thì Va ở Sơn La đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Buồn. Thầy ơi, em góp ý cho Khoa là như thế này. Khoa à, mình lớn rồi mình xây bếp xây nhà cho mẹ cho cha, nhưng mình đừng làm bẩn mắt người xem như thế. Không phải. Thầy ơi, em trốn học. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Lần đầu donate thầy nhớ tên này nha. Ok, cảm ơn giấu tên nha. Sao lại nhớ tên giấu tên là như nào nhỉ? Em phải đặt cái tên đi chứ, sao đặt cái tên giấu tên thì tôi biết là như nào. Thế cái con Henry IPT bờ cộng 3 vừa lại trò nó ôm nhau đập tay nhau, bảo em ơi sao em đập thẻ hay thế. Ai bảo đập hay. Mà bây giờ tôi lại đi còn không có đoạn đấy nha. Lukaku đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Yêu cầu quý bình luận viên ngồi im, nay tôi dùng cả sinh mạng này để anh em không phải xem thêm trận nào như vậy. Ủa sao mà đá mà để cho anh em ở trên kênh mà đến nó yêu cầu là không chơi nữa nhở? Sao streamer gì mà để khán giả người ta yêu cầu là anh đừng đá nữa? Ôi trời ơi! Công tử Cố Nhồi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Nếu có số coaching Khoa trò thì phạt gập bụng 100 cái. Phải có hình phạt thì mới có trình độ nhé Khoa. Ôi! Tập trung, Thần Đèn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khoa trò win một game 500k. Gì gồn? Ôi giời! Sao? Cảm ơn Thần Đèn, Khoa trò win một game 500k. Đang ngồi xem thầy stream làm tí lúa mạch lên men mà nhạt mồm quá. Không biết thầy và quý LGBT có thể chỉ em chỗ nào bán đồ gì ăn cùng thì tuyệt cả là vời được không ạ? Qua kìa, TikTok shop Tabi Tuấn Anh Food. Thế là nơi mà mang đến cho anh em những cái món trải nghiệm tốt nhất đấy nhỉ? Như ở dai heo quay này, lợn quay. QMD đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đặc biệt là bò tươi nhá. Mặc cho anh em có quay lưng với người BLV này, y có quên những ngày mà Khoa mất cả cổ họng để cống hiến cho đầu cầu VNS. Những ngày đập CA7 BTB cộng 6 cảm xúc, tôi vẫn một lòng với quý BLV này. Tôi chỉ nhắn nhủ với Khoa trò như này, dù mà ngau. Kỳ Khang đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khoa à, đừng để tôi xích bạn vào ghế nhé. Tôi ngồi chung mà nhục mặt lắm rồi đấy. Bạn khác nào thằng nghẹo game mà không có tiền chơi net không? Giấu tên đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Xu hướng chung của các game thủ mới thời nay như Khoa trò là trẻ, đá gà nhưng khát khao cố gắng, tóm gọn lại là ngu lì. Cái gì thế, đừng lặng lời. Ngu lì à? Nào, tôi cần duy trì cái nhịp độ tấn công nào, nhanh hơn một chút nào. Để mà cái nhịp độ chết người lên xem nào. Ôi trời ơi. Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Tôi ấn FD sao không nhận, xin cảm ơn anh em nhé, cảm ơn giấu tên nhá. Thầy đá thêm em một chỉnh cái một khi bàn luôn này, thầy trả giữ nào. Ôi trời ơi. Bùi Thanh Tùng trọ tại khu tập thể Vinhome Smart City đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có thể khi nói ra Tùng sẽ bị chỉ trích từ dư luận, nhưng riêng Tùng có một niềm tin bất diệt vào Khoa trò. Tùng từng nghe ai đó nói, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, vạn sự luôn khởi đầu nan, hãy cho Khoa một cơ hội thứ hai, em hãy làm tất cả những gì có thể nhé. Anh Tùng tin em. Mập đã donate cho Tabi 11.111 đồng. Cảm ơn Tưởng nhé. Dạ em ra hôm thứ ba anh ạ, nhưng mà bây giờ em với bé sang nhỏ đói quá anh Tabi ạ. Đó thì đi ăn thôi. Nope. Đó, chắc mình phải đợi anh tí đấy. Đó thì đi ăn. Sao Henry không ghi được bàn đấy nhở? Thầy dạo này ca đi với thầy Hải à? Thầy Hải nhớ em lắm. Hôm nào hai thầy trò qua ủng hộ em nhé. Thầy Hải đi ở người mù luôn à? Thầy Hải có thể quá đáng đấy nhở? Đi hết tất cả dịch vụ quá xa luôn à? Được chưa? Lưu Sơn Hồng áo tiếp thứ 3 ở Sơn La đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đức em cháu của chú đầu trái dứng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đêm trận MC với Real hay thật thầy ạ? Em chỉ xin thầy một điều, thầy đừng dự đoán trận nào liên quan đến MC nữa. Khối thịnh vượng chung ấy. Chung mà, tại sao thì anh em cái khối Mân Đình đấy ấy, ai cũng như ai vào trận đầu cầu quyết định. Nếu mà chuẩn ra đấy, bố nào cũng như bố nào ấy. Bầu Hoàng phụ huynh cháu Osimhen đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy ơi cho em hỏi làm sao để nháy cho cầu thủ chạy chỗ nhỉ? Quy cái nhìn mà học, mình học mình cái gì mình chưa tốt mình nhìn mà mình học, mình đừng ảo tưởng. Hèn chi giờ sang dầu ảnh khinh thầy nên chuyển xuống X-Men luôn mà. Sang giờ nó qua gì đâu thật, giờ nó chả qua gì luôn. Đó trong tài khoản nó bật lên trong tài khoản gần 100 triệu, giờ nó ăn chả chơi với ở trên TV nữa, nói luôn không thích. Và tất cả những gì đã làm. Đúng rồi, Nam Dêm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Xong chưa? Khoa bốn đuổi khách tập hay này. Sao mà cứ đòi đá thế? Cảm ơn Nam Dêm nha. Tập này, đó từ ở đây, đó là trải nghiệm ITM. Với ITM, Henry ITM này, tôi sẽ lên top cho sao của này, nói luôn. Tôi sẽ leo danh top cho sao, tôi sẽ duy trì con tên này.